Rồi Khanh gửi lời chào đến cả nhà nha. Trời ơi mệt cả nhà ơi. Lội trong luồng trong mấy cái đám bằng này là cả nhà. Đó, bằng bập lá. Này giờ cẳng gì nè. Xình không nha anh em. Quá trời rồi, mệt. Được mấy cỡ lít ngoài cả nhà. Lội thì sớm bây giờ, thì này cũng tầm 12 giờ cả nhà. Ba anh em đi nha. Bữa nay không biết trúng hay thắt đây. Sớm giờ lội cũng được cái lít ngoài cả nhà. Mặt trời hơi trên đầu nè, hơi nắng nè. Đó, ngồi đi như mệt xíu nha anh em, mát không? Quá trời rồi. Rồi cái bằng này nè, quá trời mát luôn. Xình quá trời xình nha. Luồn trong mấy đám lá này nè. Mà anh em đi quá trời cả nhà. Em đi bắt trước chân rồi, mấy ổ. Đó, ui, cái bằng nè. Rồi thôi chào cả nhà nha, tí có ổ bông Khanh quay cho nhà xem nha. Hy vọng bữa nay mấy anh em đi trúng bữa coi, chứ sáng giờ hơi thắt rồi đó. Xin dò cẳng rồi nha, đi này trơn lắm đó nha, toàn leo cái bằng không à, trơn lắm trơn đó. Rồi rồi cả nhà còn nhớ hai cái tổ ông ở cái tổ ông này không cả nhà, thì sau bữa nay Khanh cắt cái nó chia ra làm hai cả nhà, cái tàu lá nó hơi phức nha cả nhà. Nè đây ngoài tổ, ở trong tổ sao nó chia ra ổ bự ổ nhỏ rồi. Rồi bữa nay anh leo lên anh cắt lại có không nha. Nè, lấy miếng xì dừa này cắt nha. Cúp xuống gì. Bây giờ sao nó chia ra hàng ổ rồi nha. Ủa không có một à. Kỳ cục không biết. Lá nó hơi dướng nha. Ủa bự ghê luôn. Ôi kỳ vậy ta. Bữa nay có mặt không đây? Nay thấy nó hơi bự luôn. Con này kỳ chưa? Chia ra hai ổ nha, hai con dày quá nó cua da quýnh nè. Biết gì không đây. Ủa anh kỳ cục trời. Tôi gỗ này xả bỏ luôn nha. Có gì chưa. Rồi mới làm chứ ngoài đựng cục. Cục yếu quá nha. Ủa ông chạy tàn hết trơn luôn nha. Làm nó đen cục nữa nè. Kiếm được cái nửa lít cái này. Nè, nó chạy tàn vô đây nè. Chạy dài đây nè. Không cắt luôn nha nha. Ít mặt quá, không có review. Yếu mặt quá. Mày có mặt thì chảy dữ ta. Một chút. Bò ra đây đẩy cục vào đây trước nha. Nó đựng cục nhỏ kìa. Đẩy luôn.
sao này có con này. Ôi, là món đực ở đây. Con này nó điên cái bự lắm luôn. Ông bu đây. Ông bu ta. Mặt chạy kèo nữa mà. Không nhiều. Cái này vô làm mặt dở quá. Mấy cái dao hổm được 2 lít. 2 lít hơn vậy luôn. Này là mặt dở quá. Con cái này khủng khiếp trời. Đầy con. Hổ này đi cái lớn lắm nè. Cắt xuống dưới là hẳn đọc sao lên nha. Sầu xì quá trời luôn. Kiếm chắc trên nửa lít kia, 3 xì mặt được. Này có mặt nè, nặng nặng nè. 3 xì cái lít mặt luôn nha, nặng quá. Thấy ít mà cắt lên tay hay nặng quá, im quá. Này có mặt hết nè. Chỗ này nó bị chai nha. Dọn nhánh này lại cho nó trống trống luôn. 10 triệu có đóng nha. Con này lớn quá, lớn. Rồi mới bu ra đó, con cục hết biết à. Ủa hay gì chứ gần cả lít cái này. Nặng quá. Em ốp máy nghe nha, gặp ổ tiếp mình quay cho nhà xem nha. Ổ này chắc cả 3 xi mặt khỏe nha. Rồi cái này, mình hút lại tổ ong cho mình. Quá trời khấu nè. Anh nó bự khủng khiếp rồi. Mấy cục mặt luôn.
cục này này, cục này cái xì gửi, ở này chắc kiếm được 3 xì mặt được không? Con này ối luôn. Ở này hổm hình cắt 2 lít nè. Hình cục nè. Cục này cái xì nè, xì gửi luôn. Cục dưới đây nữa. Cắt cái này, ổ con này hùng lắm. Bởi vì thêm mới làm cái dọn này nè. Trời ơi, cháy nó lạnh, hổm cắt 2 lít nha nè. Cái này móc lại nè. Mấy ngày khổ quá, khổ vậy nè nằm. Cục này gần nửa lít mặt luôn nè. Kiếm ra nữa lít thì có không, mặt nó chảy quá mà chảy luôn. Quá khấu rồi nha. Ôi cục dưới này cục mặt mạnh kia luôn nha. Ôi, khi ghê vậy. Quá trời khói rồi này mày. Ồ, mặt nước không rồi đó nha. Nè. Nó kiếm cái lít mặt quá. Rồi nha. Tí sửa là sao nha. Nè, hành quả nè. Còn hai con này nha. Xíu anh xuống nha. Lọc lại sao. Cái lít mặt phải ghê luôn. Mạnh quá. Khổ dành em ơi. Rồi ốp máy em xuống rồi nha. Rồi anh em ơi, cái này em gặp được ổ nữa nha. Ổ này cũng sòn sòn. Có mật không đây? Quá trời trơn rồi anh em ơi. Cây bằng bị gãy đọt. Không lên nữa. Chưa gì thấy nó chích nữa rồi đó. Mặt nước gì không đây. Chích quá trời chích. Mặt dày ọt. Mặt dày ọt luôn em ơi. Ây da.
nhau. Mình chín giờ kia không có chém. Chặt kìa. Ừ, quấn rồi. Không muốn đánh trời. Không dữ vậy. Cô già. Nè, mặt nè. Chắc được có lít. Đánh nhanh gốc gọn nha anh em. Ở lâu không được, quá trời hung. Chắc trưa này nắng quá, không có hung. Cắt xiết xuống rồi. Quá trời hung. Quá trời còn mặt dài nha. Hơi phắn nha. Tí xuống lọc sao. Không sao. Nè. Còn hơi phắn nha nè. Phụp xuống không có thấy được. Ông quá trời hung mà. Bắt xuống nha. Xiết xuống chứ. Ở này hơi mệt đó. Nè nè. Mà cái dài on luôn. Cá lít khỏe. Ổ này mấy anh em sót hay gì á. Còn trong lỏng này. Mà em không có bắt. Chùi cho em nghe nha. Mày có cái hang chuột gì đây. Là vỗ cua vỗ ốc gì vô đây quá. Trời ơi mấy anh em gì bữa nay đi bắt hình mặt nghe nha. Không lạnh cái vỏ vô không anh? Không cò. Không cò hả? Trời ơi cái vỏ gì hết. Quá cùng cò ông gây gì quá trời. Quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Mấy anh em bên đây đi nè. Cái này hồi lộn lộn có bính lộn không? Đâu mấy cục chảy ra coi. Một cục nữa rồi. Chắc lửng này chắc cái này chắc hai ba ổ quá. Này cả 2 lít mấy hả? Mật lủng rồi. Không, không có lủng. Lủng. Tại nấy đó. Tại nó lủng bịch khác nó chảy qua. Hai bịch cả nhà. Ừ, ba bịch. Lấy mấy bịch nhiều nhiều chưa ra trước đi. Ừ. Ba bịch này không còn 6 lít mật, trên 6 lít mật, 7 lít rồi đó. Rồi rồi, lít nữa. 8. Này 9. Nửa phấn nữa. Không à. Xị. Ừ, xị đi. Phấn hay nhiều. Này 3 xị lít nữa nè, như đó 1 lít nè, 9 lít nè. Hai cái này là 9 lít rồi hả? Ừ. 10 lít nè. Với ra nè, ba ổ này dồn 1 lít nữa là 10 lít nè. Ghê vậy không anh? Ừ. Rồi hai cái này. Cục này 1 lít nè, 1 lít trên luôn 1 lít nè, có 1 lít. Hai cái này 1 lít rưỡi thôi. Hai cái này 1 lít rưỡi thôi. Ủa điện tao 3 xị luôn. Bây giờ chừng hao vậy được không? Không. 12 rồi. Lít. Biết chơi chú ăn. Ghê vậy? 12 lít. Trời ơi, mặt ông gì mà khinh bằng cái vỏ này nữa cả nhà. Nóng lạnh đi chứ trời. Ôi, anh em này đi nha cả nhà. Mấy cái quá không có móc, mấy cái ổ móc là nói chung mấy bịch này móc nhiều cả nha. Móc hai ba ổ gom lại, bữa nay bắt chắc cỡ 20 ổ hay mấy ổ à. 30 ổ.
mấy mấy cỡ mười mấy 20 ổ được nhiêu rồi cả nhà, nhiều lắm nha. Đó. Rồi còn gì dưới ghe nữa? Còn vỏ sắt con. Rồi. Thôi anh chào cả nhà luôn nghe, hẹn cả nhà clip sau nha. Cả nhà nhớ xem hay nhớ để lại một like nha cả nhà. Dạ, hai ông anh nè. Ông anh ở trần quay kỳ của ta. Dạ. Đó. Rồi chào các cây hai ông anh. Chào cả nhà. Không có video gì nói chuyện kỳ vậy. Rồi, bye bye cả nhà luôn nha.